Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi bẩm sậm trà phúc kiến nha. Cây này có hoành là 8 nha. Cao là 17. Còn bay đổ của nó là 15 nha anh chị cô chú. Một cốt lên rất già luôn nha. Bú đây. Đây bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Đây bầu sơ dừa nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.